Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải tìm giá trị của x. Chúng ta có công thức như sau. Đối với sin A bằng B, thì A sẽ bằng arcsin của B cộng K2B, trong đó K thuộc số nguyên, có nghĩa là trừ 1, 0, 1, 2, 3. Và tiếp tục, A bằng B trừ arcsin của B cộng K2B. Và chúng ta sẽ áp dụng công thức vào đây. Thì nó sẽ ra như thế này. Trong đó A chính là cục này. B chính là cục này. Và chúng ta sẽ tính được rằng cục này chính là trừ pi chia cho 3. Cục này chính là trừ pi chia cho 3. Như vậy, cục này đó chính là 4pi chia cho 3. Sau đó chúng ta chia hai vế cho pi chia cho 3. Chúng ta biết để sin có giá trị thì trừ 1 cộng K6 và 4 cộng K6 phải nằm trong khoảng từ trừ 1 đến 1. Như vậy đối với cục này, mình để trong khoảng từ trừ 1 đến 1. Bây giờ chúng ta để trừ 1 sang bên phải và trái, chúng ta sẽ có cộng 1. Như vậy cục này sẽ là số 0. Và cục này sẽ là số 2. Sau đó chúng ta chia hai vế cho số 6. Như vậy cục này sẽ là số 0. Cục này sẽ là 1 chia cho 3. Như vậy số nguyên trong cục này chính là K bằng 0. Và chúng ta làm tương tự cho cục này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có trừ 5. Và ở đây là trừ 3. Chia hai vế cho số 6. Như vậy chúng ta thấy trong khoảng này không có chữ số nguyên K nào, cho nên không có giá trị của K. Như vậy chúng ta chỉ có K bằng 0 đối với phương trình đầu tiên. Vậy chúng ta sẽ có nhập cục này. Vậy chúng ta sẽ có là sin A bằng trừ 1. Vậy chứng tỏ A sẽ bằng sin của trừ 1 cộng với lại K2B. Và trong đó K thuộc số nguyên. Như vậy, A chính là 2x trừ b chia cho 4. Số này là trừ b chia cho 2. Vậy, chúng ta có công thức này. Chúng ta đẩy trừ b chia cho 4 sang bên phải. Sau đó tính giá trị cục này là trừ pi chia cho 4. Sau đó chúng ta chia hai vế cho số 2. Và chúng ta sẽ có đáp án x bằng trừ pi chia cho 8 cộng kb. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.